chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi ra một quán lẩu mình rất là thích. Dạo gần khoảng tầm vài tháng này thì đây là quán lẩu tên là Man Hoa. Mình sẽ để cái logo ở đây. Thì mình sẽ review cho các bạn ở đây ăn gì, giá tiền bao nhiêu. Và hôm nay mình sẽ đi ăn sinh nhật mình, tên là sớm 3 tuần với bạn mình. Ok, let's go. Hi, I love you. Nó cay á. Không tâm á. Cho em. Em sẽ kết là lẩu Thái thì kết hợp với lẩu nấm nó sẽ ngon đấy ạ. Cho em một quả hai cái này. Làm mấy hả? Hiện tại thì bên em đang có món ngoài ạ, một loại vai quang cua, tôm sú, ngọc kê gà với vịt quay ạ, không biết mình có muốn không biết là mình có muốn thêm loại đấy. Loại vai quang cua bên em chỉ là có công thức ạ. Cho em một tờ. Mình thích đồ xem đấy ạ. Trời ơi, phải nhiều tiền quá. Là cái list chọn đồ ăn kiểu đấy có lẩu táo, lẩu táo đồ viên handmade, rượu đường phở, gà đậu mì nấm và rau hải sản rau nhập khẩu. Ok, bây giờ mình đến rồi, mình gọi lẩu Thái và lẩu tôm yum. Cái là hai con có đây là, nhưng mà đây là có đồ mè rau nhập mình cái này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái bát đây. Ok, là mình sẽ phải lấy base. Đây là base dầu soy sauce. Đấy. Tiếp theo mình hay ăn như này, còn bạn gì thì các bạn. Thêm dầu mè. Cho vào cả hai bên. Nàng lên, eo chị làm thì rất bò ấy. Tí nhờ. Đây là kiểu, đây là chả, đây là tteokbokki này, đây là thịt gà, đây là bạch tuộc baby, đây là bò gì đấy mình không biết, đây là ba chỉ lợn, còn kia là bò ba chỉ bình thường, đây là bò ba chỉ bình thường, bò lõi cái gì đấy mình không biết nữa. Đây là bò wagyu, cho vào cả hai bên. Nàng lên, eo chị làm thì rất bò ấy. Trời ơi, mày phải nâng niu miếng bò chứ, nó đã sẵn rất bò cho mình ăn rồi. Thôi mày thông cảm. Đây là gì nhỉ? Đây là kiểu, đây là chả, đây là tteokbokki này. Đây là thịt gà. Đây là bạch tuộc baby. Đây là bò gì đấy mình không biết. Đây là ba chỉ lợn. Còn kia là bò ba chỉ bình thường, đây là bò ba chỉ bình thường, bò lõi cái gì ấy mình không biết nữa. Ok, đầu tiên đây là bò wagyu, mình sẽ ăn thử. Ăn giỏi ngon. Ê, sao nhiều vậy mày? Ngon. Ủa, lần này ở đây có cả trà sữa nữa, là trước mà mình ra không có trà sữa. Xong rồi mình hỏi người ta ấy, là kiểu chưa ở đây có trà sữa không, không có ấy, ngại vãi. Nên này, đây là trà sữa. Nếu thử nhá. Ừ, ngon hơn. Mình cảm giác đây là nó hơi bị chán lít tông ấy, xong rồi là người ta cho cái bột sữa vào ấy. Nhưng uống khá là ngon. Này, chị Hà uống này. Ngon không chị? Ok, sau một hồi mình sẽ review lại tất cả đồ ăn. Đấy. Hay là còn mềm miếng bò cuối. Dung mà dung mà phố có chưa? Ăn đi mọi người ơi. Dai, mềm, ngậy. Cắt. Mọi người ơi, đây là thịt bò thứ 5. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Nó quá. Còn 3 thí sinh cuối cùng. Tôi đã từ bỏ cuộc chơi mọi người ơi. 1, 2, 3. Ờ mày đấy. Con Linh nó bỏ rồi. Một cái view nó đẹp lắm sao. Thế mà dám bảo ta là view đường phố. Bên đường bên kia, bên kia có một bàn vé. Bàn vé. Bên này có vấn đề. Chả hoa quả nhiệt đới, mình sẽ để đá đấy, để đá đấy.
đây là có mấy cái sốt đây, Fanta Coca Sprite. Ok, mình sẽ lấy trà xương dứa, tại vì mình recommend các bạn nên uống trà xương dứa, tại vì nó rất là kiểu nó có vị của nó bớt ngấy ấy. Bớt ngấy nếu các bạn không đòi nhiều quá, đặc biệt là có bát xịt xuống này mà mình sẽ tan lấy ra, các bạn ơi.